Thưa quý vị, theo số liệu thống kê thì cứ 10 nam giới trên độ tuổi 40 sẽ có 5 nam giới bị yếu sinh lý. Khi mắc yếu sinh lý, đa số nam giới sẽ có tâm lý mặc cảm, tự ti, thậm chí rơi vào khủng hoảng trầm cảm kéo dài. Do đó, để duy trì bản lĩnh phái mạnh và giữ lửa hạnh phúc gia đình, nam giới cần nhận biết sớm dấu hiệu của chứng yếu sinh lý và lựa chọn phương pháp điều trị kịp thời, an toàn. Do tính chất công việc, anh Trần Quang Vũ thường xuyên phải đi giao tiếp, sử dụng rượu bia, thuốc lá cộng với chế độ ăn uống thất thường khiến sức khỏe của anh giảm sút rõ rệt, chuyện chăn gối vợ chồng vì thế cũng bị ảnh hưởng. Thời gian trước đây do tôi bận bịu công việc hay phải đi tiếp khách, sử dụng nhiều rượu, nhiều rượu bia, thuốc lá nên là dẫn đến việc tôi bị stress này, rồi sức khỏe tôi giảm sút và đến khi sức khỏe mà giảm sút thì nó kéo theo đấy là tôi bị yếu sinh lý. Tôi sử dụng một số sản phẩm hỗ trợ nhưng mà tôi thấy hiệu quả nó không được tốt. thì qua cái sự tìm hiểu và tư vấn từ nhiều kênh khác nhau thì tôi có biết đến cái sản phẩm nâng cao sức khỏe nam giới Canca. thì sau một quá liệu trình tôi sử dụng thì bây giờ tôi thấy sức khỏe được nâng cao rõ rệt và ngoài ra là sinh lý cũng được cải thiện. Khi phát hiện mình bị yếu sinh lý, cách giải quyết của đa số nam giới thường là không quan tâm hoặc do tự ti nên đã tìm những phương pháp khắc phục không chính thống, điều này có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Công ty dược phẩm Bio Nhật Bản là đơn vị sáng chế nổi tiếng tại Nhật Bản nhiều năm nghiên cứu về lĩnh vực sức khỏe. Đây cũng là đơn vị có nhiều thành tựu trong nghiên cứu sinh học, chuyển hóa thành dược phẩm, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm bio đã liên kết với trường đại học Kindai sáng chế ra thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ thận Canca được chiết xuất từ các dược liệu quý như nhục thung dung, sâm Brahman Ấn Độ sâm Rhodiola Tây Tạng, sâm Cao Ly Hàn Quốc, sâm Acanthopanas Siberia có công dụng tráng dương, bổ tinh huyết, bổ thận, tăng cường sinh lý, chống mệt mỏi. Canca trở thành nhãn hiệu bảo vệ sức khỏe nam giới nổi tiếng trên toàn thế giới. Sản phẩm đã nhận được sự chào đón và yêu thích tại rất nhiều quốc gia. Trước khi tiến vào thị trường Việt Nam, chúng tôi đã mở một cuộc điều tra nghiên cứu kỹ lưỡng Tại Việt Nam, có hơn 200 nhãn hiệu bảo vệ sức khỏe dành cho nam giới. Nhưng sau khi tiến hành nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều nhãn hiệu bảo vệ sức khỏe nam giới đem lại cảm nhận không tốt sau khi sử dụng. Rất nhiều nam giới sau khi sử dụng đều có cảm giác cơ thể trẻ trung đầy sức sống. Sức mạnh mà sản phẩm này mang lại chính là sức mạnh của thời tuổi trẻ, chứ không phải sức mạnh đi vay mượn từ bên ngoài. Hướng dẫn mua hàng từ video các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video, khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm, bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.